Hiện nay thì phun xăm chân mày đang là một giải pháp làm đẹp được rất nhiều chị em ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu một cặp chân mày hoàn hảo với kiểu dáng và màu sắc ưng ý sau khi thực hiện xong. Và một số trường hợp gặp vấn đề lông mày trổ xanh hoặc là trổ đỏ, ảnh hưởng đáng kể đến gương mặt của bạn. Vậy lý do của sự thay đổi màu sắc này là gì và làm thế nào để xử lý? Thì cùng giải đáp những thắc mắc này cùng với Lóc Đẹp qua video ngày hôm nay nhé! 1. Chân mày bị trổ đỏ sau khi phun là gì? 2. Vì sao chân mày bị trổ đỏ sau khi phun? 3. Dấu hiệu nhận biết lông mày đang trổ đỏ. 4. Cách xử lý khi lông mày bị trổ đỏ. 5. Sau khi loại bỏ lông mày trổ đỏ, cần chăm sóc như thế nào? 1. Chân mày bị trổ đỏ sau khi phun là gì? Lông mày trổ đỏ xuất hiện khi da ở vùng dưới lông mày nhạt màu so với màu chuẩn ban đầu. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ mà còn mang theo rất nhiều nguy cơ về các vấn đề sức khỏe của da. Thứ hai, vì sao chân mày bị trổ đỏ sau khi phun? Thứ nhất, lông mày đã phun được một thời gian dài. Và đây là một nguyên nhân khách quan và tất yếu sẽ phải xảy ra. Nếu sau từ 3 đến 5 năm các bạn chưa đi phun xăm lại thì khả năng cao là lông mày sẽ trổ đỏ. Tuy nhiên, nếu đã sử dụng công nghệ phun thêu hiện đại trước đó thì vấn đề về trổ đỏ cũng ở mức vừa phải, không bị quá mất thẩm mỹ đâu nhá. Thứ hai, cách pha màu mực phun không đúng. Nguyên nhân khiến lông mày trổ xanh, trổ đỏ cũng có thể do cách pha màu mực phun không chính xác. Nếu lông mày trổ xanh, có thể do tỷ lệ pha màu đen quá cao. Ngược lại, nếu lông mày trổ đỏ, có thể do tỷ lệ pha màu nâu quá nhiều. Nói chung, các bạn nên lựa chọn thực hiện phun xăm lông mày với các chuyên gia lâu năm, giàu kinh nghiệm ở trong nghề để tránh gặp tình trạng này các bạn nhé. Thứ ba, do lực phun của chuyên viên không đều tay. Và đây cũng là lý do tại sao các bạn nên lựa chọn những chuyên viên, kỹ thuật viên có kinh nghiệm để làm đẹp cho lông mày. Những người mới vào nghề thường có lực tay yếu và không đều, nên sẽ khó thực hiện thao tác một cách nhuần nhuyễn và thuần thục. Đồng thời với lực phun mực không đều thì các sắc tố mực khó bám đúng vào tầng da, gây ảnh hưởng phụ với cơ thể và biến đổi thành màu xanh đỏ. Thứ tư, chất lượng mực phun không đảm bảo. Việc sử dụng mực phun không đạt tiêu chuẩn, chứa các thành phần có hại chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến lông mày trổ đỏ. Mực phun xăm tiêu chuẩn hiện nay thường là mực hữu cơ, được sản xuất bởi các thương hiệu đến từ Đức hoặc là Hàn Quốc. Mực hữu cơ này chứa các thành phần từ thực vật, an toàn cho da và tạo ra thành phẩm màu sắc hài hòa và tự nhiên. Ngược lại, nếu bạn sử dụng mực chất lượng thấp, chứa nhiều kim loại, có thể gây ra tình trạng trổ xanh, trổ đỏ ở trên lông mày. Thứ năm, vết thương sau khi phun xăm nhiễm trùng. Các cơ sở thẩm mỹ không đảm bảo chất lượng, sử dụng công nghệ và trang thiết bị lạc hậu, dùng dụng cụ phun xăm không vô trùng đúng theo tiêu chuẩn y khoa có thể dẫn đến rủi ro nhiễm trùng vết thương. Và đây là một nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả phun xăm, làm cho lông mày trổ đỏ, đồng thời có thể gây hại cho sức khỏe của khách hàng. 6. Chăm sóc sau phun xăm, điều khắc không đúng. Nếu bạn không tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc và kiêng cữ sau khi thực hiện phun xăm lông mày hoặc là điêu khắc chân mày của bác sĩ, có khả năng cao các bạn sẽ gặp tình trạng kích ứng da. Điều này có thể khiến mực xăm bị trổ đỏ, màu sắc phai nhạt và không đều. Thứ 7. Cơ địa nhạy cảm, dễ kích ứng. Ngoài các nguyên nhân đã được Blog Đẹp đề cập trước đó, thì chân mày trổ đỏ cũng có thể là do cơ địa của khách hàng. Những người có làn da dầu, da nhờn hoặc là cơ địa nhạy cảm thì màu mực xăm sẽ phai nhanh hơn, kết quả làm đẹp không bền và dễ bị trổ đỏ. 3. Dấu hiệu nhận biết lông mày đang trổ đỏ. Lông mày trổ đỏ có thể được nhận biết một cách dễ dàng bằng mắt thường. Các bạn chỉ cần quan sát chân mày, nếu đang bị lỗi thì màu mực xăm sẽ không chuẩn như ban đầu và dần chuyển sang đỏ kém thẩm mỹ. 4. Cách xử lý khi lông mày bị trổ đỏ. Sau khi biết được những nguyên nhân khiến lông mày trổ đỏ rồi thì chắc chắn các chị em đang rất là quan tâm đến những cách loại bỏ tình trạng này đúng không nào? Hiện nay với sự tiến bộ của công nghệ làm đẹp có khá nhiều phương pháp giúp chị em khắc phục tình trạng này, cụ thể như sau. Thứ nhất, dùng mực phun xăm. Sử dụng mực phun xăm để khắc phục vấn đề lông mày trổ đỏ chính là một phương pháp thẩm mỹ phổ biến. Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật của phương pháp này như sau. Mang lại hiệu quả một cách nhanh chóng và rõ rệt, giúp điều chỉnh lại được màu sắc của lông mày tự nhiên và hài hòa với khuôn mặt. Quá trình thì không quá đau đớn, sưng tấy, không chảy máu hay là nhiễm trùng. Nếu được thực hiện bởi những chuyên gia có kỹ thuật cao và sử dụng mực xăm chất lượng. So với các phương pháp xóa xăm như là laser hay là hóa học,
Việc sử dụng mực phun xăm sẽ không mất quá nhiều thời gian và chi phí. Loại bỏ các sắc tố như là đen, đỏ, xanh, nâu giúp cải thiện màu sắc của chân mày một cách nhanh chóng. Thứ hai là ứng dụng công nghệ laser. Sử dụng công nghệ laser sẽ loại bỏ lông mày trổ đỏ cũng là một phương pháp phổ biến trong ngành thẩm mỹ. Dưới đây là một số những ưu và nhược điểm của việc này như sau. Ưu điểm: thông qua việc tinh chỉnh bước sóng phù hợp với tình trạng da và khu vực xử lý, quá trình này có thể phá vỡ liên kết của mực trổ đỏ và loại bỏ chúng ra khỏi làn da. Hiệu quả lâu dài: công nghệ laser thường mang lại kết quả lâu dài bởi vì laser có khả năng phá hủy tế bào hiện tại và ngăn chúng tái tạo trong thời gian dài, cũng như điều chỉnh loại bỏ lông mày trổ xanh một cách hiệu quả và chính xác. Tốc độ nhanh chóng: công nghệ laser có khả năng xử lý nhanh chóng một khu vực lớn, giảm thời gian điều trị so với một số phương pháp khác. Ít đau đớn hơn so với việc nhổ lông mày hoặc là xăm mày, quá trình loại bỏ lông mày bằng laser thường ít đau đớn hơn. Nhược điểm: yêu cầu nhiều liệu trình điều trị. Để đạt được kết quả tốt nhất, các bạn có thể cần thực hiện rất nhiều liệu trình điều trị laser. Rủi ro da: có thể xuất hiện một số tác dụng phụ như là đỏ, sưng, thậm chí là thay đổi màu da tạm thời. Chi phí cao: chi phí điều trị laser tương đối cao so với một số phương pháp khác. Yêu cầu kỹ thuật cao: việc thực hiện công nghệ laser đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tay nghề cao từ bác sĩ và chuyên viên. Thứ ba, xử lý lông mày trổ xanh bằng dung dịch xóa mực. Cuối cùng, một trong những phương pháp phổ biến được rất nhiều thợ phun xăm lựa chọn để xử lý lông mày bị trổ xanh là sử dụng dung dịch xóa mực. Ưu điểm: tiện lợi và chi phí thấp. Dung dịch xóa mực thường có chi phí thấp và có thể được sử dụng tại nhà. Không gây đau đớn. So với các phương pháp như là laser hay là xăm mày, việc sử dụng dung dịch xóa mực thường ít gây đau đớn hơn đó. Không đòi hỏi kỹ thuật chuyên nghiệp. Các bạn có thể thực hiện quá trình này tại nhà mà không cần nhiều kiến thức chuyên sâu về thẩm mỹ chân mày. Tuy nhiên, điều quan trọng là các bạn phải tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng để tránh những rủi ro liên quan. Nhược điểm: hiệu quả không cao. Dung dịch xóa mực có thể không đạt được hiệu quả cao như các phương pháp chuyên nghiệp khác. Rủi ro da: có thể xuất hiện tác dụng phụ như là kích ứng da, đỏ hoặc là sưng, đặc biệt nếu không sử dụng đúng cách hoặc nếu các bạn có làn da nhạy cảm. Cần thời gian và kiên nhẫn. Việc loại bỏ mực trổ đỏ bằng dung dịch thường đòi hỏi sự kiên nhẫn và các bạn có thể cần thực hiện nhiều lần để đạt được kết quả mong muốn. Dung dịch xóa mực có thể sẽ không phù hợp cho mọi loại da và mọi tình trạng lông mày. Thứ năm, sau khi loại bỏ lông mày trổ đỏ cần chăm sóc như thế nào? Nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý lông mày trổ đỏ được an toàn và mang đến thẩm mỹ tốt nhất cho tổng quan gương mặt, ngoài việc chọn đúng phương pháp cùng với cơ sở thực hiện, thì các bạn cần biết cách chăm sóc lông mày sao cho phù hợp, cụ thể như sau. Thứ nhất, tuyệt đối không sờ tay hoặc là chạm vào vùng lông mày đã được xử lý. Thứ hai, tránh việc trang điểm chân mày hoặc là sử dụng mỹ phẩm và sản phẩm dưỡng da ở vùng da mới được xử lý ít nhất trong một tuần đầu. Thứ ba, trong ít nhất 3 ngày đầu, tránh để nước và các sản phẩm chứa hóa chất tiếp xúc với vùng lông mày. Thứ tư, tuyệt đối không tự ý bóc chân mày sau khi xử lý. Thứ năm, sử dụng loại thuốc bôi mà bác sĩ kê đơn để hỗ trợ quá trình hồi phục của chân mày. Thứ sáu, tránh vận động mạnh và cường độ cao khiến mồ hôi chảy xuống lông mày. Thứ bảy, tuyệt đối kiêng ăn thịt bò, thịt gà, hải sản, rau muống, đồ nếp sau khi phun xăm mày. Tám, có chế độ ăn khoa học, bổ sung nhiều rau xanh và uống đủ nước. Chín, sinh hoạt lành mạnh, đảm bảo ngủ đủ giấc, giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục vùng xăm chân mày. Và qua video này, Blog Đẹp hy vọng rằng các bạn đã nắm vững được đầy đủ những thông tin về nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng lông mày trổ đỏ, đảm bảo lông mày luôn đẹp và tránh tình trạng trổ xanh, trổ đỏ là mất thẩm mỹ. Blog Đẹp khuyên các bạn nên lựa chọn những dịch vụ phun xăm tại các cơ sở phun xăm uy tín. Đến đây thì video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha.